Xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Đỗ Thanh hồi, giáo viên trường tiểu học Tân Châu, huyện Khái Châu. Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng đồng hành môn toán lớp 5. Các em chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng học tập, sách vở, trong đó đặc biệt phải có giấy nháp và bút chì. Các em sẵn sàng chưa? Bài học của chúng ta hôm nay là bài bảng đơn vị đo thời gian. Các em sẽ cùng mở sách giáo khoa trang 66 đối với tài liệu hướng dẫn học và nếu em nào sử dụng sách toán lớp 5 tập 2 thì mình cùng mở trang 129 nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nhỉ? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Mục tiêu của chúng ta gồm có 4 mục tiêu các em ạ. Mục tiêu thứ nhất đó là biết tên gọi, ký hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học. Mục tiêu thứ hai là biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian quen thuộc mục tiêu thứ ba đổi được đơn vị đo thời gian và mục tiêu cuối cùng xác định được một năm nào đó thuộc thế kỷ nào để hoàn thành được bốn mục tiêu này chúng ta cần phải trải qua hai phần học phần thứ nhất đó là bảng đơn vị đo thời gian ở phần này chúng ta sẽ biết tên các đơn vị đo thời gian và mối quan hệ của chúng phần hai chúng ta vận dụng mối quan hệ của các đơn vị đo thời gian để đổi đơn vị đo thời gian. Nào, cô trò mình cùng vào thần phần thứ nhất. Muốn thực hiện được phần thứ nhất, việc đầu tiên cô muốn các em sẽ kể tên và sắp xếp các đơn vị đo thời gian cho cô theo thứ tự từ lớn đến bé. Chúng mình cùng lấy giấy nháp và bút chì viết nhanh cho cô nào. Các em viết xong rồi đúng không? Các em cùng kiểm tra xem thứ tự có đúng như của cô trên màn hình không nhé. Các đơn vị đo thời gian gồm thế kỷ, năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút và giây. Trong đó đơn vị thế kỷ là đơn vị lớn nhất và đơn vị nhỏ nhất chính là đơn vị giây. Có 8 đơn vị đo thời gian mà các em đã được học ở tiểu học đấy. Và trong bảng đơn vị đo thời gian cô lưu ý chúng mình một chút. Đơn vị giờ ở ngoài cuộc sống chúng ta rất là hay nghe đó là tiếng. Ví dụ, chúng ta nói 4 giờ nhưng ở ngoài có thể sẽ sử dụng 4 tiếng. Thứ hai, đơn vị giờ có ký hiệu quốc tế là chữ H và đơn vị giây có ký hiệu quốc tế là chữ F. Các em nhớ điều này nhé. Đây là các đơn vị đo thời gian mà các em đã được học ở tiểu học. Vậy, chúng có mối quan hệ như thế nào? chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo phần tiếp theo các em sẽ thực hiện cho cô phiếu bài tập thứ nhất ở sách hướng dẫn học có thể một số bạn đã có phiếu bài tập này sẵn rồi đó nhiệm vụ của các em là viết tiếp vào chỗ chấm trong bảng dưới đây cho thích hợp một thế kỷ bằng chấm chấm năm và tương tự các em cần đọc kỹ cần nhớ lại và điền số cho chính xác với những bạn không có phiếu chúng ta có thể điền nhanh số vào các vị trí theo lần lượt cho cô. Cô mời các em cùng suy nghĩ và điền số giúp cô. Chắc chắn các em đã làm xong rồi đúng không nào? Đây là bảng đơn vị đo thời gian. Cô xin phép được đưa lên song song cùng với việc chữa phiếu học tập số 1. Một thế kỷ thì bằng bao nhiêu năm nhỉ? Cô đoán chắc bạn nào cũng biết, đó là 100 năm. Một thế kỷ bằng 100 năm, cô sử dụng bảng đo thời gian. Cô dùng một gạch nối giữa hai đơn vị đo, thế kỷ và năm. Số 100 biểu thị cho mối quan hệ giữa thế kỷ và năm. Có nghĩa là một thế kỷ thì bằng 100 năm. Nói cách khác, 100 năm thì bằng một thế kỷ hay một năm thì bằng một phần trăm của thế kỷ. Tương tự, chúng mình cùng chữa tiếp những câu tiếp theo. Một năm thì bằng bao nhiêu tháng? Một năm bằng 12 tháng các em ạ. Và một năm bình thường thì có bao nhiêu ngày nhỉ? 365 ngày. Đó là số ngày của một năm thường. Còn với năm nhuận lại có 366 ngày các em ạ. Và 4 năm thì mới có một năm nhuận. Đây là những con số mà các em cần ghi nhớ. Còn một tuần lễ thì sao? một tuần lễ các em đã biết từ hồi đi học mầm non rồi đó chính là 7 ngày một ngày có 24 giờ và một giờ thì có 60 phút một phút lại có 60 giây đấy các em ạ như vậy là chúng ta vừa hoàn thành bảng đơn vị đo thời gian và các mối quan hệ giữa hai đơn vị đo thông thường tuy nhiên có chi tiết của một năm nó hơi đặc biệt đó là năm nhuận cô xin lưu ý một chút về năm nhuận năm 2020 là năm nhuận các em có nhớ những năm nhuận trước của năm 2020 không chúng mình viết nhanh cái giấy nháp nào đó là năm 2016 nghìn 2012, 2008 và còn nhiều năm nữa ở trước đó. Tương tự như vậy, các em có biết những năm tiếp theo sẽ là năm nhuận là năm nào không? Chúng mình ghi nhanh nhé. Chắc chắn các em sẽ đoán được và viết đúng đó là năm 2024, năm 2028 và còn rất nhiều những năm nữa. Vậy các em có nhận xét gì về năm nhuận? Năm nhuận có đặc điểm đó là các số chia hết cho 4 các em ạ. Vậy năm sinh của các em có phải là năm nhuận không? Chúng mình tự kiểm tra nhé. Và nếu đúng tuổi thì năm nay các em học lớp 5 là sinh năm 2009, chúng ta không phải là năm nhuận đúng không nhỉ? Và để tìm hiểu thêm một mối quan hệ khá đặc biệt trong bảng đơn vị đo thời gian đó là mối quan hệ giữa tháng và ngày. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2. Phiếu bài tập này cũng điền số vào chỗ chấm các em ạ. Và có 4 dấu chấm chúng ta phải điền. Chúng ta đọc kỹ, chúng ta sẽ biết. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có bao nhiêu ngày? tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có bao nhiêu ngày. Và cuối cùng là tháng đặc biệt, tháng 2 thì có bao nhiêu ngày. Và trong năm nhuận thì có bao nhiêu ngày. Cô mời các em ghi nhanh bốn số theo thứ tự lần lượt để có thể điền vào ở chỗ chấm trong phiếu bài tập số 2. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12, theo các em thì có bao nhiêu ngày nhỉ? Và cô điền số 31, tức là các tháng này có 31 ngày. Thế còn tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11, các em có điền 30 ngày không? 30 ngày là đúng các em ạ. Và tháng 2 chỉ có 28 ngày. Riêng đặc biệt nếu năm nhuận thì có 29 ngày. Cho nên nếu các em bé sinh vào ngày 29 tháng 2 của năm 2020, các em có biết là 4 năm các em ấy mới được sinh nhật một lần. Vì thế, cô chúc mừng các bạn không phải sinh vào năm nhuận vì năm nào chúng ta cũng được tổ chức sinh nhật. Và để giúp các em dễ nhớ hơn về số ngày trong một tháng, thì cô có một cái hình ảnh ở trên màn hình. Và cô hướng dẫn các bạn chúng ta cùng nắm tay lại nào. Và chúng ta sẽ dùng ngón trỏ của tay phải để đếm tay trái trước. Điểm xương nhô lên của ngón út ta đếm tháng 1, điểm hõm ta đếm tháng 2, điểm xương nhô của ngón đeo nhẫn ta đếm tháng 3, cứ như vậy ta đếm đến tháng 7. Và mình đổi tay, nắm tay phải, dùng ngón tay trái đếm tiếp tháng 8. Là nằm trên điểm xương của ngón trỏ phải Cứ như vậy ta đếm được đến tháng 12 Các em cùng thực hiện nhé Và chúng ta có thể vừa thực hiện Vừa quan sát trên màn hình Nếu các em ghi nhớ được tốt Tất cả các mối quan hệ Của bảng đơn vị đo thời gian Và còn nhớ được cả đặc điểm của năm nhuận Của từng số ngày Trong mỗi tháng Thì rất là tuyệt vời Tuy nhiên nếu mà bạn nào chưa nhớ được hết Chúng ta có thể sử dụng như là cắt nắm tay để đếm được số ngày trong tháng hoặc phải sử dụng bảng đơn vị đo thời gian mà cô giáo đã giúp các bạn lập được ở phần trước chúng mình kết thúc hết phần thứ nhất rồi đấy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai đó là phần đổi đơn vị đo thời gian các em ạ và muốn đổi được đơn vị đo thời gian một điều rất quan trọng là chúng ta phải nắm được bảng đơn vị đo thời gian cô xin phép lại đưa bảng đơn vị đo thời gian lên đây. Và đây là một số ví dụ về đổi đơn vị đo thời gian. Cô có 3 ví dụ. Ví dụ thứ nhất, 1 năm rưỡi thì bằng bao nhiêu tháng? 2 phần 3 giờ bằng bao nhiêu phút là ví dụ thứ hai Và ví dụ thứ ba là 0,5 giờ thì bằng bao nhiêu phút? Trước hết, cô muốn các em cùng xác định dạng toán. Chúng ta quan sát Đề bài cho một năm yêu cầu đổi ra tháng. Năm là đơn vị lớn, tháng là đơn vị nhỏ. Chúng ta cùng xác định câu số 2. Đầu bài đổi giờ ra phút. Giờ là đơn vị lớn, phút là đơn vị nhỏ. Và tương tự, không phải năm giờ đổi ra phút, cũng là đổi đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ. Thông thường... Khi đổi đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ thì chúng ta phải thực hiện phép tính nào nào? Đó là phép tính nhân. Chúng ta hãy cùng nhìn lên bảng đơn vị đo thời gian. Cô giả sử thế kỷ mà đổi ra năm thì thế kỷ là đơn vị lớn, năm là đơn vị nhỏ. Cô dùng mũi tên chỉ như thế này. Và cô ghi nhân 100, 100 là mối quan hệ giữa đơn vị thế kỷ và năm một thế kỷ bằng một trăm năm vì vậy cô sẽ thực hiện phép tính nhân và nhân với một trăm tương tự các đơn vị khác chúng ta cũng sẽ dễ dàng lập được bảng đơn vị đo bảng đơn vị đo này sẽ giúp cho các em dễ dàng hơn trong quá trình đổi các đơn vị đo thời gian chúng ta quay trở lại ví dụ số một một năm rưỡi thì bằng bao nhiêu tháng cô xin giải thích giúp các em một chút một năm rưỡi là một cụm từ chưa phải là một con số các em cần hiểu nếu mà nói tắt thì có thể nói là năm rưỡi và ta hiểu rằng một năm rưỡi là gồm một năm và nửa năm tuy nhiên vẫn chưa có số nào xuất hiện cho nên ta phải chọn một con số để còn thực hiện phép đổi một năm rưỡi nếu ta viết thành hỗn số thì viết là 1 và 1 phần 2. Nếu các em chuyển thành phân số thì là 3 phần 2. Và nếu chuyển thành số thập phân thì là 1,5. Và cô chọn cách viết 1,5 cho dễ tính. 1,5 muốn đổi ra tháng. Chúng ta sẽ xác định được mối quan hệ giữa năm và tháng. 1,5 năm bằng 12 tháng. Sau đó, ta thực hiện phép tính nhân nhân với số đo của đơn vị lớn đã cho, có nghĩa là chúng ta sẽ nhân với 1,5. Từ đây, chúng ta dễ dàng tìm được kết quả bằng 18 tháng. Tương tự, ví dụ số 2. Mối quan hệ giữa giờ và phút. 1 giờ bằng 60 phút. Cho nên chúng ta sử dụng cách hướng dẫn của cô như trên sẽ tìm được là 60 phút nhân với 2 phần 3 và cho kết quả là 40 phút. Câu cuối cùng, không phải 5 giờ, không phải 5 giờ có thể gọi là nửa giờ các em ạ. Hoặc nếu đầu bài cho nửa giờ thì chúng ta phải hiểu là không phải 5 giờ. Và tương tự như cách thực hiện của ví dụ số 2, các em cũng lấy 60 phút nhân với cả 0,5 và chúng ta tìm được kết quả là 30 phút. Như vậy, ba ví dụ cô vừa hướng dẫn các bạn thuộc vào bài tập đổi đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ. Đổi đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ các em ạ. Và khi đổi đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ thì các em lưu ý chúng ta sẽ mang mối quan hệ giữa hai đơn vị đo nhân với số đo của đơn vị lớn đã cho trước chúng ta sẽ được kết quả của đơn vị nhỏ và đó chính là bài tập về đổi đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ. Tương tự như cách hướng dẫn vừa rồi, cô muốn các em sẽ thực hành ngay và chúng ta cùng mở sách làm bài tập số 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A. 6 năm bằng bao nhiêu tháng? 3 năm rưỡi thì bằng bao nhiêu tháng? 2,5 ngày bằng bao nhiêu giờ? 5 ngày rưỡi bằng bao nhiêu giờ? 4 năm 2 tháng thì bằng bao nhiêu tháng? Câu B. 3 giờ bằng bao nhiêu phút? 1,5 giờ bằng bao nhiêu phút? 3 phần 4 ngày bằng bao nhiêu giờ? 6 phút thì bằng bao nhiêu giây? Và câu cuối cùng 1 giờ bằng bao nhiêu giây? Cô mời các em cùng làm bài. Các em cùng kiểm tra kết quả của mình so với đáp án trên màn hình của cô. Ở đây là viết số thích hợp. Cô sử dụng thêm bảng đơn vị đo thời gian để các em có thể quan sát. 6 năm bằng bao nhiêu tháng? Cô xin hướng dẫn lại câu này một chút. Một năm thì bằng 12 tháng. Muốn tìm 6 năm. Ta lấy 12 tháng nhân với 6 và kết quả là 72 tháng. 3 năm rưỡi. Các em có biết viết 3 năm rưỡi bằng số thập phân nào không? Chính là 3,5. Và như vậy chúng ta tìm được kết quả là 42 tháng. Tương tự như thế, các em sẽ tìm được 2,5 ngày có kết quả là 60 giờ. 5 ngày rưỡi tức là 5,5 ngày và chúng ta tìm được kết quả là 132 giờ. Còn câu cuối cùng cô rất hồi hộp chờ xem kết quả của các em. Có phải các em cũng tìm ra 50 tháng không? Chúng ta cùng nghĩ cô giáo hướng dẫn. 4 năm 2 tháng là đơn vị kép, tức là người ta cho hai đơn vị đo và đổi ra một đơn vị đo. Trong câu này, 2 tháng yêu cầu đổi ra tháng, các em giữ nguyên. Chúng ta chỉ đổi 4 năm, giống như cách đổi của các câu ở phía trên. Được 48 tháng và ta cộng với 2 tháng có sẵn. Như vậy chúng ta được kết quả là 50 tháng. Còn kết quả câu B thì sao nhỉ? Các em cùng nhìn nhá 3 giờ bằng 180 phút. Cô nghĩ là câu này thì chắc chắn là bạn nào cũng làm được bởi vì nó rất là quen thuộc. 1,4 giờ tương tự như cách tìm như vậy. Chúng ta tìm được 84 phút. 3 phần 4 ngày chúng ta tìm được là 18 giờ 6 phút thì bằng 360 giây. Thế còn 1 giờ thì các em ra đáp số bao nhiêu? Của cô là 3.600 giây. Các em cùng xem vì sao lại có kết quả này nhé. Chúng ta quan sát trên bảng đơn vị đo thời gian. Đơn vị giờ thì bằng 60 phút. Và phút, 1 phút thì bằng 60 giây. Mà đề bài cho đổi đơn vị giờ ra đơn vị giây. Cho nên chúng ta phải đổi đơn vị giờ ra phút trước. Rồi từ số phút chúng ta tiếp tục đổi ra giây. Vì vậy chúng ta phải trải qua phép tính 60 x 1 tiếp tục nhân 60 và chúng ta có kết quả là 3.600 giây. Chắc là chúng mình đúng hết đúng không nào? Như vậy là các em vừa hoàn thành một phần bài tập của đổi đơn vị đo thời gian. Đó là dạng bài đổi đơn vị lớn ra đơn vị nhỏ. Thế còn đổi đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Cô cũng cung cấp bảng đơn vị đo thời gian đề bài của cô có ví dụ là 216 phút đổi ra xem bằng bao nhiêu giờ và bằng bao nhiêu phút. Ý thứ hai, 216 phút sẽ đổi ra xem bằng bao nhiêu giờ. Chúng ta lưu ý ở đây là hai đề bài và chúng ta sẽ có hai cách thực hiện. Chúng ta cùng quan sát lên bảng để bị đo thời gian để xác định dạng bài của bài đổi này. Đề bài cho là phút, đổi ra giờ. Phút là đơn vị nhỏ, giờ là đơn vị lớn. Cho nên đây chính là bài tập đổi đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn. Và thông thường, ở bài tập đổi đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn, thì các em thường phải thực hiện phép tính nào? Đó là phép tính chia. Chúng ta cùng xem chia như thế nào nhé. Cô giả sử Thông thường 1 phút thì bằng 60 giây. Đổi từ giây ra phút thì 1 giây sẽ bằng 1 phần 60 phút. Chúng ta nhìn sơ đồ, cô đổi mũi tên để chúng ta dễ quan sát. Và mối quan hệ giữa hai đơn vị này là 60 và cô sẽ thực hiện phép chia. Tương tự các đơn vị khác Mối quan hệ của chúng khác nhau thì ta sẽ chia khác nhau và ta sẽ có lập được bảng đơn vị đo thời gian như thế này quay trở lại ví dụ cụ thể. Trước hết, chúng ta đi vào thực hiện 216 phút đổi ra giờ và phút. Rất đơn giản. Các em sẽ mang số phút chia cho mối quan hệ giữa giờ và phút. Và rất dễ để tìm được ra thương là 3 và số dư là 36. Như vậy, trong phép chia này, thương sẽ chính là số đo của đơn vị lớn. Còn 36 là số dư, chính là số đo của đơn vị nhỏ. Như vậy ta tìm được 216 phút thì bằng 3 giờ và 36 phút. Còn phép thứ hai, phép đổi thứ hai. Muốn đổi 216 phút ra đơn vị giờ, chúng ta vẫn thực hiện phép tính chia, nhưng ta chia hai số tự nhiên để được kết quả là số thập phân và số thập phân này chính là của đơn vị giờ, đơn vị lớn được yêu cầu đổi. Cô lưu ý là trong quá trình học và làm bài chúng ta phải lưu ý xem đầu bài yêu cầu đổi ra hai đơn vị còn gọi là đổi đơn ra kép đấy hay là đổi ra một đơn vị để ta lựa chọn cách làm và ta sẽ có được một kết quả chính xác. Và câu này cho kết quả chính xác như sau. 216 phút thì được 3 giờ và 36 phút. Còn nếu 216 phút chỉ đổi ra giờ thì ta được 3,6 giờ. Như vậy muốn đổi đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn thì các em phải thực hiện phép tính chia và chia cho mối quan hệ giữa hai đơn vị đo cần đổi. Tương tự như thế, Chúng mình sẽ vào bài tập số 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. A. 72 phút thì bằng bao nhiêu giờ? 270 phút thì bằng bao nhiêu giờ? Câu B. 30 giây thì bằng bao nhiêu phút? Và 135 giây thì bằng bao nhiêu phút? Các em cùng làm bài và cô có thể bật bảng đơn vị đo thời gian để chúng ta có thể tham khảo. Cô mời các em. Ở câu A 72 phút đổi ra giờ. Mối quan hệ giữa phút và giờ chúng ta xác định được rồi đúng không nhỉ? Phép tính ta cũng biết rồi và ta thực hiện được. Kết quả là 1,2 giờ. Còn 270 phút thì bằng bao nhiêu giờ? Chúng ta cùng hồi hộp chờ đáp án này. 4,5 giờ. 30 giây. Kết quả bằng 0,5 phút. 135 giây. Chúng ta tìm được là 2,25 phút. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài tập số 3 ở trong sách giáo khoa và nó chính là dạng bài đổi đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn. Vậy ta còn áp dụng bài tập đổi đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn trong bài tập nào nữa không? Chúng mình cũng cùng chuyển sang bài tập số 1. Bài 1 có yêu cầu như sau. Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ đại. Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố một số phát minh. Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỷ nào. Với bài tập này, cô yêu cầu các em chú ý. Thứ nhất, chúng ta phải quan sát các hình ảnh ở trong bài tập. Thứ hai, chúng ta hãy đọc kỹ thông tin À, được ghi kèm với mỗi hình ảnh và việc thứ ba vô cùng quan trọng là hãy xác định xem cái năm được ghi trong thông tin ấy thuộc thế kỷ nào. Chúng ta cùng quan sát những hình ảnh mà bài tập số 1 đã cho chúng ta. Hình ảnh thứ nhất đó là kính viễn vọng được phát minh vào năm 1671. Thứ hai là hình ảnh bút chì được phát minh vào năm 1794. Hình ảnh thứ ba là chiếc đầu máy xe lửa phát minh vào năm 1804. Hình ảnh chiếc xe đạp đầu tiên được phát minh vào năm 1869. Hình ảnh ô tô được phát minh năm 1886. Hình ảnh của máy bay được phát minh năm 1903. Hình ảnh của chiếc máy tính điện tử được phát minh năm 1946 và hình ảnh của vệ tinh nhân tạo năm 1957. Bài tập xác định thế kỷ chúng ta cũng đã được học từ ở lớp dưới. Cô muốn các em hãy tự làm bài, hãy xác định cho cô thế kỷ của mỗi năm xuất hiện trong hình ảnh và thông tin. Mời các em làm bài. À, để chuẩn bị vào phần kiểm tra kết quả cô xin hướng dẫn lại một chút xem cách xác định thế kỷ mà cô hướng dẫn có trùng với những kiến thức mà các em đã được học không nhé. Cô có hình ảnh của kính viễn vọng năm 1671 đã được phát minh. Có hai cách để xác định thế kỷ các em ạ. Thứ nhất, chúng ta dựa vào bài tập của đổi đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn. Đây là số 5 và đang yêu cầu đổi ra thế kỷ. Tức là chúng ta xác định mối quan hệ một thế kỷ bằng 100 năm. Ta sẽ mang 1671 ta chia cho 100. Và kết quả chúng ta được là 16 và dư 71. Có nghĩa là chúng ta đã được 16 thế kỷ và còn 71 năm nữa. Vậy 71 năm này tất nhiên đã thuộc vào thế kỷ tiếp theo. Cho nên ta tìm được thế kỷ là thế kỷ 17. Ngoài ra cô còn một cách nữa để xác định thế kỷ. Chúng ta cùng chú ý. Năm 1671, trước hết chúng ta hãy quan sát đến chữ số hàng chục và hàng đơn vị. Nếu hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị mà cùng là hai chữ số 0, thì thế kỷ chính là những chữ số còn lại. Đó chính là thế kỷ 16. Tuy nhiên, trong bài này, hai chữ số hàng chục của chúng ta lại không phải là hai chữ số 0. Cho nên, thế kỷ chúng ta được xác định bằng cách mang những chữ số còn lại cộng thêm 1. Và chúng ta cũng tìm được thế kỷ là thế kỷ 17. Cô hy vọng là cách hướng dẫn của cô trùng với những hiểu biết mà các em đã có. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem xác định thế kỷ của các em có giống với kết quả của cô không? Kính viễn vọng chúng ta vừa tìm được là thuộc thế kỷ thứ 17. Vậy bút chì các em xác định được là thế kỷ bao nhiêu? Có phải thế kỷ 18 không? Của cô là thế kỷ 18 đấy, và nếu dựa vào cách hướng dẫn vừa rồi chắc chắn đáp án của cô là đúng. Vậy đầu máy xe lửa à thế kỷ 19. Xe đạp cũng thế kỷ 19 các em ạ. Và ô tô cũng thế kỷ 19. Còn máy bay thì thuộc thế kỷ nào? Thế kỷ 20. Máy tính điện tử đầu tiên cũng thuộc thế kỷ thứ 20. Và vệ tinh nhân tạo cũng là của thế kỷ thứ 20. Như vậy, cô trò mình đã vừa hoàn thành bài tập số 1. Đồng thời cũng hoàn thành cả bài học hôm nay. Cô chỉ xin lưu ý, bảng đơn vị đo thời gian khá đặc biệt so với bảng đơn vị đo độ dài khối lượng diện tích hay thể tích bởi vì mối quan hệ của hai đơn vị đo liền kề nó không hề giống nhau à, cho nên à, các em chú ý phải ghi nhớ mối quan hệ giữa hai đơn vị đo và nếu như chúng ta có thể chúng ta sẽ tự lập một cái bảng đơn vị đo và điền mối quan hệ giống như cô hướng dẫn hôm nay để có thể làm được mọi bài tập cuối cùng cô chúc các em thật khỏe thật vui và học tập thật hiệu quả trên truyền hình chào các em